Lầm mà lại test một miếng nữa xem nào. Các cụ mình có câu là nụ hôn đầu bao giờ cũng sốc, mà miếng ăn bốc thì bao giờ cũng ngon, đúng không? Đấy. Ngon quá. Ăn đang nóng nóng là rất là ngon. Đấy. Ngon không? Quá ngon thì đúng không? Quá tuyệt vời luôn. Này, em test miếng thế nào? Ăn miếng thế nào? Cảm ơn em. Sao? Thế cảm nghĩ nào, ngon không? Vâng. Quá nóng nữa mình ăn rất ngon. Quá ngon luôn đúng không? Hello, xin chào toàn thể các bạn. Lại quay trở lại video tiếp tục của Dâu trong hành trình khám phá ẩm thực các dân tộc vùng miền. Thì ngày hôm nay Dâu đang có mặt tại làng Nhã, Chư Bá, Gia Lai, nơi chuẩn bị diễn ra hoạt động lễ bơ thi, hay còn gọi là lễ bò má của dân tộc Ra Rai. Thì ngày hôm nay Lâm đang ở khu vực nhà mồ. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên là sự chuẩn bị của bà con để cho ngày chính ngày mai. Thì ngày hôm nay sẽ có rất nhiều bà con đưa trâu bò đến để cúng nạp, cũng như là chuẩn bị làm nghi lễ cho những cái linh hồn mà họ chuẩn bị làm lễ bò má. Thì phong tục đó như thế nào thì xin mời các bạn theo chân của Dâu để xem người ta chuẩn bị như thế nào nhé. Xin mời các bạn. Đây là khu người ta chuẩn bị làm tượng nhà mồ từ mấy ngày trước. Đó, người ta đã làm tượng nhà mồ này. Đấy, người ta đẽo đây. Và ngày mai khu này sẽ là khu giết những chú trâu, chú bò để thực hiện cho nghi lễ. Đấy. Đây là những cái ngôi nhà mồ. Xin mời các bạn theo chân của mình xem như thế nào nhé. Thế là chiều còn 2-3 con nữa anh? Tầm chưa kéo con nữa. Khoảng 6 con à? Còn 5 con. Đây là ngày hôm nay là đang chuẩn bị. Chưa nào được. Tức là hôm nay mình đã chuẩn bị để cho ngày mai vào ngày lễ chính đúng không anh? Thì ngày hôm nay là ngày mai là mình bỏ bao nhiêu ngôi mộ? Bao nhiêu ngôi mộ anh? Chưa biết nữa, chờ. Khoảng bao nhiêu ngôi mộ? Sáu bộ. Sáu ngôi mộ à? Anh là như thế nào với gia đình? Con mình. Con anh luôn à? Dạ. Con em. Các chị mình luôn ở đây. Thế chiều nay là các nghệ nhân có về để đánh cồng chiêng không? Đánh chứ, sao không đánh? Theo lộc hộ. Tức là đánh cồng chiêng ở đây là đến đánh đến sáng luôn à? Đến chiều luôn á. Tức là bò bây giờ vẫn chưa đủ, trâu bò vẫn chưa đủ đúng không anh? Từ giờ đến chiều là bà con sẽ đưa đến đây, cột vào đây. Đưa hết trời chiều. Đấy. Chuẩn bị cho lễ bơ thi của ngày mai thì bà con lại tiếp tục đưa trâu bò đến.
những chú trâu, chú bò sẽ buộc vào những cái gióng kia và ngày mai sẽ làm lễ và thịt ra để cúng. Hiện tại mới được 5 chú, sẽ còn một chú bò nữa hoặc một chú trâu nữa sẽ được đưa đến nốt trong buổi chiều ngày hôm nay. Trước mặt các bạn đây là hình ảnh một ngôi mồ đã được làm lễ bỏ má xong. Những bức tượng đã rũa mục theo thời gian. Theo như mình nghĩ thì ngôi mộ này đã bỏ được khoảng độ 5-10 năm rồi. Thì những bức tượng mới mối mọt đang sông, đang ăn, đang rũa theo thời gian. Đây là những ngôi mộ mới. Chắc là mới mất thôi, người ta chưa có điều kiện xây. Đó. Tập quán của người Ra Đai là khi mà người sống có những cái gì thì khi mất sẽ đưa cho người đó những cái đó. Điển hình như ngôi mộ này, ngày còn sống thì chắc là có một cái chiếc xe đạp, thì khi mất đi người ta sẽ treo những chiếc xe đó. Người mất đi rồi thì ngày xưa còn sống thì những chiếc xe này là thuộc quyền sở hữu của người ta. Đấy, và nay người ta mất thì người ta lại treo bỏ ra đây. Đó. Có những nhà giàu thì có xe máy thì sẽ đưa xe máy ra. Đây. Như điển hình trên đây là một ngôi mộ cũng đã được làm lễ bỏ mã rồi. Đó. Còn đây là ngôi mộ chuẩn bị cho buổi chiều ngày mai. À buổi sáng ngày mai. Thì buổi chiều ngày hôm nay người ta sẽ đưa đầy đủ về. Đấy. Đây là những chú trâu, chú bò để chuẩn bị cho buổi lễ bơ thi của ngày mai. Đấy. Xung quanh nhà mồ thì những nghệ nhân đã tạc lên những bức tượng. Đây là một bức tượng buồn này. Đấy. Thể hiện cho sự buồn rầu cũng như là thương cảm người đã khuất. Đó. Đây là một ngôi pho tượng nữa, cũng là tượng buồn. Đây, ngôi mộ bên cạnh này là ngày xưa là người còn sống đã được chiếc xe máy, thì bây giờ mất đi người ta cũng sẽ mang ra đây một chiếc xe máy. Đó. Đây là ngôi mộ để ngày mai sẽ thực hiện nghi lễ bỏ mã. Công tác chuẩn bị của ngày hôm nay rất là chuẩn bị, là rất là chu đáo rồi. Đây là hai bức tượng thể hiện một đôi nam nữ trong một cái sắc thái đang hỏa thân, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Đó. Thường thường thì hai bên là sẽ đặt những bức tượng buồn, người đang buồn, đang khóc, đang ngồi ở hai bên đầu. Đó. Và ở phía sau là những chú trâu sẽ được cống nạp cho buổi lễ bơ thi ngày mai. Đây, gia chủ ngày xưa là cũng có một chiếc xe máy. Theo như thông tin Lâm biết là hôm nay là có ba gia đình chung nhau làm cái lễ bỏ má. Vậy là theo như quan sát của dâu là hiện tại là đang có 5 chú bò và 2 chú trâu đang được bà con cột lại để chuẩn bị cho nghi lễ buổi sáng ngày mai. Hai chú trâu, 5 chú bò.
Còn bên trong là bà con đang chuẩn bị những lễ để cúng lên linh hồn người đã mất. Đây là những cái gùn, những cái rìu, một số cái nông cụ mô phỏng. Nè 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 buổi chiều ngày nay thì bà con có làm một con heo để chuẩn bị cho buổi lễ bữa thi ngày mai. Anh siêu đen thế thiệt. Đây là hai anh đầu bếp. Hai đầu bếp đang đang test. Đây là món gọi là nướng bóng đêm à? Thịt heo bóng đêm. Buổi chiều nay gọi là ăn muối mì để chuẩn bị cho ngày mai là buổi chính đúng không? Hôm nay là gọi là ăn dặm đấy. Ngon không? Ngon lắm. Quá ngon. Đây là anh em đang gọi là mấy anh em đầu bếp đang test đồ heo nóng. Ngon không? Quá ngon luôn. Lầm mà lại test một miếng nữa xem nào. Các cụ mình có câu là nụ hôn đầu bao giờ cũng sốc, mà miếng ăn bốc thì bao giờ cũng ngon đúng không? Đấy. Ngon quá. Ăn đang nóng nóng thì rất là ngon. Đấy. Ngon không? Quá ngon thì đúng không? Quá tuyệt vời luôn. Này, em test miếng thế nào? Ăn miếng thế nào? Cảm ơn em. Sao? Thế cảm nghĩ nào, ngon không? Vâng. Còn nóng nữa mà nhẹ rất ngon rồi. Quá ngon luôn đúng không? Thế là cái gì em? Cơm à? À đây là cơm nếp của bà con. Đâu, đưa anh thử một miếng xem nào. Ồ, quá ngon cái này, ngon, cơm này mình biết là ngon lắm. Dẻo mà thơm thế nhở? Tuyệt vời. Thơm. Bừng sơn, bừng nữa. 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 Mời các bạn nha. Đây là miếng ruột non.
Đây là cơm các bạn này. Cơm ngon đấy. Cơm này á. Cơm đây mình gọi là gạo 6 tháng đúng không? Gạo nếp. Gạo nếp 6 tháng. Đó, gạo đây là gạo. Gạo trên đây. À, gạo Gia Lai chứ không phải gạo nếp đúng không? Ừ, cũng gọi là nếp chứ nhưng mà. Rất là ngon. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 62. Sinh năm 62 à? Quá ngon. Bỏ hăng nè. Ớt nè. Không có gì chấm hả? Đây. Ngon lắm. Đâu rồi? Đấy. Muối, lá é, bỏ hăng. Đây là thịt ba chỉ được xuyên vào cây nướng. Các bạn mong các bạn sẽ đến Tây Nguyên để thưởng thức món cơm đây, gọi là cơm 6 tháng của người Gia Lai. Rất là dẻo, rất là thơm các bạn. Cực dẻo, cực thơm. Ngon. Nghe không? Con heo này nhà mình nuôi lâu chưa? À, cho ăn lá mì với củ chuối không thôi đúng không? Thằng nào ăn ngon thế. Các bạn thấy này, kẽ nó phải đỏ đỏ thế mới ngọt, nướng là nó hồng hồng thế mới ngon. Còn đang nóng đúng không? Trước là thấy ăn bò tái rồi ăn heo tái. Đây này các bạn này, đây là một thanh niên người Thái Bình đã kết hôn với người Gia Lai đó. Nay là lễ bỏ má thì bạn ấy có ở Sài Gòn, bạn có về để tham gia với chương trình bỏ má. Và buổi chiều hôm nay là bạn ấy có đang làm món heo nướng đây. Thế này lấy vợ người Gia Lai vậy thì lúc nó buồn, nó dối, nó nói tiếng, nó mắng có biết không? À? Không biết chứ. À, biết sơ sơ hả? Thì sợ là thì lúc nào mặt cái này biết ngay thôi. Bọn em vẫn đi bằng không? Bọn nó bị mòn rồi. Nó bỏ tội nó bị tay giúp người ta. Các bạn nhìn này, bì nó quăn vào vậy. Món ngon này là loáng nó ăn là bạn Hùng là phải buộc lưỡi vào nhá, không có là ngon quá là luốt cả lưỡi để khổ. Ăn này loáng nữa là phải buộc lưỡi vào bố ạ. Buộc cái lưỡi vào thì không có ngon quá mình lại quên mình nuốt mất cả lưỡi thì khổ. Buộc lại. Rồi, đưa Lâm test miếng thịt nướng thế nào. Đây. À đây ăn miếng này. Đây là thịt nướng các bạn nhé. Món này món thịt nướng. Đây, bột canh hào hảo. Đây, bột ớt. Chẩm chéo Tây Nguyên. Chẩm chéo Tây Nguyên đây, bột ớt đây. Bột ớt ở người Tây Nguyên mình gọi là bọ hăng đấy. Quá ngon Hùng ơi. Quá ngon luôn. Bạn nào mà có về Gia Lai Tây Nguyên thì liên hệ với Lâm nhé, dẫn đi tham quan lễ bơ thi cùng bà con nhé, để thưởng thức cái món heo nóng, heo nướng, gạo 6 tháng này, rất là dẻo, thơm ngon các bạn ạ. Tuyệt vời. Sao thấy ý kiến nào ngon không?
Ngon chứ. Quá ngon đúng không? Quá ngon chứ. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Bưng thì nhầm vui. Hèm. Đây là anh ấy đang đổ cái ly để uống rượu đây. Nó chạy đây đấy, mới bên cạnh thôi ngồi. Đấy. Rất tanh kìa. Anh em làm quen rồi mà. Đi cắt một quen, đi cắt một trường thôi. Là từng một cái. Đây là món lá mì nấu bột gạo. Món ăn truyền thống của người Rarai đấy các bạn. Đây là cô gái Rarai bốc bột gạo. Đấy. Buổi tối tầm 7-8 giờ tối sẽ diễn ra hoạt động văn hóa cồng chiêng. Bà con sẽ đánh cồng chiêng, vui mừng, nhảy múa cho đến 5-6 giờ sáng thì thôi. 5-6 giờ sáng thì bắt đầu là quay ra là thịt trâu bò. Bà con đang ngồi từng đám một. Và âm nhạc cồng chiêng đã chuẩn bị bắt đầu mở màn cho buổi lễ bơ thi ngày mai. Bà con sẽ đánh cồng chiêng cho đến sáng, thức trắng đêm nay luôn, đến sáng luôn. Đây là văn hóa rượu ghè. Dạ. Uống rượu hả? Dạ dạ. Bà uống đi con, bà uống đi con quay cho. Nhâm quay. Nhâm nhập quay. Đấy giờ nhiều không? Chúc cháu uống nha. Đây là người Rarai đang uống rượu cần để chuẩn bị cho lễ bơ thi ngày mai. Thì đêm hôm nay người Rarai sẽ thức suốt đêm nay uống rượu cần và đánh cồng chiêng cho đến sáng. Xin mời các bạn cùng tham quan. Dạ vâng vâng, tí nữa con quay lại con uống. Con đang quay tí đã. Dạ dạ dạ. Bà đang bảo mình là quay lại đây uống, nhưng mà mình nói là mình đi quay một xíu rồi mình sẽ quay lại. Oh,
đoàn người đánh cồng chiêng sẽ đi theo ngược chiều kim đồng hồ, đi vòng quanh khu mộ được làm lễ bỏ mã. Múa cồng chiêng còn rất là dài, sẽ xuyên suốt trong buổi đêm ngày hôm nay cho đến sáng. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo, phần 2 của lễ bơ thi. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào phần 2.